chiều mình đeo khẩu trang, cả ngày đeo khẩu trang ở phòng bệnh bệnh dạy cho mọi người. Đó là corona, dịch bệnh lạ đó nghe, mong mày biến khỏi ngay cho quê tôi hạnh phúc yên bình. Sáng mình đeo khẩu trang, chiều mình đeo khẩu trang, cả ngày đeo khẩu trang ở phòng bệnh bệnh dạy cho mọi người. Đó là corona, dịch bệnh lạ đó nghe, mong mày biến khỏi ngay cho quê tôi hạnh phúc yên bình. Cho quê tôi hạnh phúc yên bình.